chào các bạn video ngày hôm nay thì mình sẽ làm thử thách đó là tăng một nghìn follow follow ở trên twitter trong vòng uh, vài ngày mình sẽ đăng bài và lấy link tài khoản twitter của mình đi spam ở trên các hội nhóm để xem sau hai ngày thì tài khoản Twitter của mình lên được bao nhiêu follow Mình mong muốn là sẽ lên được 1.000 follow Các bạn cùng chờ xem kết quả để xem thử thách của mình có thành công hay không Và đây là kết quả Vậy là vài ngày đã trôi qua và mình sẽ cho các bạn thấy kết quả của mình đạt được sau vài ngày thì cái lượng follow của mình bằng không, mặc dù là mình đã đã share bài spam link trên các group nhưng mà kết quả đạt được thì thực sự là mình thất vọng và cách duy nhất để tăng 1.000 follow trong vài ngày chỉ có sử dụng các dịch vụ tăng follow thôi. các bạn muốn tăng follow trên twitter thì các bạn có thể tham khảo trang toolmarketing.pro mình đã từng làm ở bên đấy và thấy rất okay. ok video của mình kết thúc tại đây hẹn gặp lại các bạn ở những video sau